các bạn đã quay trở lại với Vi Tuấn TV. Và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi thăm câu nhé. Đây là chiếc câu mà hôm qua mình đi câu. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi thăm. Bắt đầu một mùa câu mới rồi các bạn ạ. Bây giờ cá bắt đầu là có nhiều đấy. Bây giờ mình sẽ hàng ngày mình sẽ đi câu cho các bạn xem. Cái đầu tiên là không được này. Cái gần bờ toàn tôm loan hết rồi, một con rồi các bạn ơi. Một con thịt lấu. Ok. Cá này nó cắm đau lắm, bây giờ mình phải đập nó thì mới lấy được nha. Không nó cắm vào đau lắm. Trên lưng nó rất nhiều gai. Toàn sầu lắm các bạn ạ. Toàn vào đến bụng, dưới bụng luôn rồi. Có một số người họ đi quay thì họ cắt luôn câu. Để có cả câu trong bụng con cá ấy. Họ không lấy hẳn ra. Còn mình thì mình sẽ lấy hẳn ra, chứ cắt đi thì lại khó nối lại. Đây là con đầu tiên. Con này hơi bé. Bị tôm ăn hết mồi rồi các bạn ạ. Rồi một con cá bò này. Chất chưa kìa. Con cá vàng ống. Loại này mà không lấy cẩn thận là nó cắm cho đấy. Nó có ba sừng rất là to. Mà cái loại này nó cắm thì đau lắm. Nó chỉ cần mình cắm nhẹ là nó nhức vài hôm ấy. Nên khi lấy cái loại cá này mọi người nên chú ý một chút. Cái này không có rồi. Ba con liền các bạn ạ.
đây là con thứ ba, một con cá phải gọi là nó vừa mới sinh ra mà nó đã đi ăn cầu, bó tay nó luôn. Con này nó dính ở ngay mép, tí nữa là phỏng, phỏng luôn. Chú mới về à? Ôi cái này bị cắt đứt cầu rồi, bị cua nó cắt đứt cầu. Rồi có mấy người qua sông nên mình không tiện là bình luận mấy, mong các bạn thông cảm nhé. Hôm nay là ngày gần ngày thanh minh rồi, ngày mai là thanh minh rồi, nên họ đi tảo mộ thôi mà.
đi câu thường rất hay, thường được hai loại cá này, một là cá bò, hai là cá sát. Cá sát còn gọi là trạch lấu. Hai loại này rất là ham ăn, ăn run, mồi run. Đa số mình đi câu ở đây cũng chỉ được hai loại này thôi. Còn một loại nữa là cá, có cá bống. Mà loại đấy thì mình không thích. Nó nhỏ quá. Còn mấy cái không được thế này. Nếu video dài quá thì mong các bạn cố gắng xem hết video của mình đi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bởi vì cái lưới câu này, cái dây câu của mình ấy, nó dài lắm, gần 200 mét thôi các bạn ạ. Ba cho các bạn xem đá luôn. Xem đá mỗi tội không được cá. Ở chỗ này nó hay hết mồi. Nghĩ là nó nhiều tôm nó ăn. Tôm mình chắc chắn không, tôm này nó không dính được tôm rồi. Nó chỉ ăn hết mồi xong nó bỏ đi thôi. Như kiểu mình mang mồi, mang thức ăn đến cho nó đấy, mà không làm được gì cho nó. Có mấy cái liền à? Bao nhiêu cái không được rồi. Nó hỏng. Wow. Tiếp tục một con cá bò nữa các bạn ơi. Đấy mà không lấy cẩn thận là nó cắm cho xin lỗi cuộc đời luôn đấy. Con cá bò tiếp đấy nha.
được một con, lại mấy cái câu không thấy được cái con này. Cách úi giờ con kia to rồi kìa các ba này. Đồ thế này nó mới đá. Mình mới nhấp được có 1/3 thôi, không còn nhiều lắm. Đấy mới là bước khởi đầu, để xem hôm nay sẽ được bao nhiêu con nhé các bạn ơi. Bây giờ vẫn chưa chính thức là cái mùa câu của nó đâu, qua cái tháng 3 này, cái lúc ngô bên bên sông này nó được ăn hoặc là họ lấy hết đi là bắt đầu mới đến mùa câu chính thức. Rồi con này nó bước đi chưa kìa các bác ơi. Có ba cái sừng to quá. Rồi mày còn kêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp một con nữa này các bác. Hôm nào mình sẽ làm clip về đi câu cái kiểu khác được nhiều cá trạch lấu hơn. Bởi vì cá trạch lấu nó hay ở trong bờ. Ít thôi chị ơi. Đầu múa này có cá không? Ít thôi, không có mấy. Nước nó vẫn chưa to mấy. Ôi chị không đi đám nhà Quảng Đại kìa. Thế ai trông cháu? Em còn chưa biết ở đây. Bữa nay cứ bảo em đi nhưng mà em bận đi đây rồi. Ai cũng bận. Về nghỉ hay là không làm rồi? Em về hẳn rồi. Thế em vợ làm đấy á? Ừ. Do em bị đau khớp. Ở đấy không đi được là không làm được đâu. Rồi sao đoạn này không thấy có nhỉ? Chúng ta đoạn này phải có chứ. Không nhầm, cái đoạn này là cái đoạn là có đá. Cái đá nó nồng. Nó nồng. Nên cá nó không hay đến khu vực này kiếm ăn đấy. Tiếp một con cá bò nữa này. Đa số đi ngâm ban đêm này chỉ được cá bò là nhiều.
sao lại là con này? Bạn đùa tôi chăng? Ôi giời. Hết hơi với nó luôn đấy các bạn. Đây chính là những nguyên nhân hết mồi nhiều. Rồi con này nó phàm ăn. Nó ăn luôn cả cái câu luôn. Mình cũng bó tay, mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như thế này luôn. Hay thật đấy. Nói thật là đây là lần đầu tiên mình câu được cái con như thế này đấy. Con cà da này, con cua cà da. Ô hay nhỉ. Con này mà cũng dính câu thì mình cũng bó tay luôn. Thực tại nó phàm ăn quá, nó nuốt cả câu luôn. Nó có, nó nuốt vào cái bộ xương của nó mà nó cũng nuốt được. Bó tay thật. Vừa có đàn chim bay qua mình cứ tưởng trực thăng nó hạ cánh. Các bạn này không có, cứ được 1-2 con lại bắt đầu là không có. Kiểu cũng hết hơi với nó luôn. Đứt câu, con cua này. Cua nó ăn rồi nó lại còn cắn đứt câu của mình nữa. Chả biết cảm ơn mình đã cho nó ăn gì cả. Ý thức con cua quá kém. Cá bò. Ui giời. Cái con này nó vừa mới đẻ ra hôm qua các bác ạ. Nó mới nở ra khỏi trứng hôm qua là hôm nay nó đi ăn ăn câu của mình rồi. Mình muốn lấy câu ra mình phải móc cái cổ họng của nó. Nên bây giờ thả nó lại thì là nó không thể sống được. Không còn cách nào khác, mình phải chấp nhận rồi. Đôi lúc mình phải chấp nhận đấy các bạn ạ. Ôi sao mày cắt hết câu của tao thế này à cua ơi.
Cắt đây luôn. Bó tay. Úi giời. Đặt cá bò luôn. Cá trạch lấu nó hay ở trong bờ nên nó, cái câu của mình câu ở giữa sông nên được ít quá, nó có mỗi 2 con. Rồi vài hôm nữa nước to thì mình sẽ tiếp tục câu câu trong bờ để cố gắng kiếm nhiều con cá trạch lấu hơn. Sắp hết câu rồi các bạn. Liệu có còn con nào không đây? Tại sao vậy? Tại sao lại không có? Không sao, không được con nào à? Ồ, cuối cùng vẫn được một con các bạn ạ. Kết thúc câu vẫn được một con. Nói chung hôm nay cũng không được.
đầu mùa mà câu như thế này là quá ít rồi các bạn ạ. Ủa, cái con này nó gầy kinh khủng luôn các bạn ạ. Cái bụng nó đói. Đây là con cuối cùng trong ngày. Và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Đây là thành quả hôm nay đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bác. Hẹn gặp các bác ở trong các video tiếp theo. Và đừng quên cho mình một lượt đăng ký và một lượt like nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.